Chưa thấy em rồi mình chấm chấm lên nha mấy chị ơi. Hello Hè Huyền Celia. Chấm chấm lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi em sẽ lên hàng tặng đầu like trước cho mình nè. Chị nào vô like rồi á chấm tương tác lên liền giúp em nha mấy chị ơi. Rồi vô like chấm tương tác lên liền giùm em nè. Hello chị Hè Ngọc. Em lên hàng tặng đầu like trước cho mình luôn. Hôm nay em về hàng cao cấp á, rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn cho mình nè. Rồi tương tác chia sẻ like lên liền giùm em. Rồi em lên hàng tặng đầu like trước cho mình nè. Hello chị Liên Kim. Chấm tương tác lên nha mấy chị ơi. Lên hàng tặng đầu like trước cho mình luôn. Rồi em lên hàng tặng trước nè mấy chị ơi. Vô like của em rồi mình chấm tương tác, chia sẻ like. Rồi con mình chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Nhớ giùm em là chia sẻ like ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai. Về con mình lên chữ tặng nha. Áo len bữa nay không có nha Hẹn Quyên ơi. Hôm nay chủ yếu là đầm với lại ship. Hôm nay chủ yếu là đầm với ship nè. Lại tốn tiền nữa rồi chị. Rồi tương tác lên giùm em tặng ship này siêu cưng đầu like cho mình. Đó một ship nè. Rồi dễ thương lắm luôn ship này nha. Tặng một set siêu cưng luôn nha mấy chị ơi. Áo là dạng foam baby doll nè. Tí là quần. Đây, quần là quần có lưng thun phía sau nữa. Cái foam này 56-57kg đủ là mặc ok vừa luôn cái set này. Từ 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mặc ok vừa set này luôn giúp em. Đó, chị nào muốn mình được tặng cái set này nè, nhớ giùm em là chia sẻ like ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai. Mấy chị chia sẻ like ở trang cá nhân cũng được, ở hội nhóm cũng được, miễn sao đủ 3 lần giùm em là được nha. Mai Ly bên chị bây giờ hiện tại là khi nào em nhận được hàng là chị cho ship qua nha, chứ không ghé luôn nha em. Tại vì lúc đó em muốn ghé thì mình ghé liền. Còn bây giờ tại vì chị không có giữ hàng, gần Tết rồi nè. Đàm em mặc hàng cao cấp, giá đẹp, giá rất là rẻ nha chị. Tại vì là gần có Tết là thông cảm. Tại hiện tại bên em là cũng không có cho khách ký nhà lấy đồ á. Em đã nói rất là nhiều lần rồi luôn á. Nên là thông cảm giúp em là để em bên em ví dụ như chính xác ngày đó mình nhận hàng là để bên em ship qua nha. Chứ còn không ghé được nha mấy chị Giang, thông cảm giúp em nè. Rồi lên giúp em là nguyên cái ship này nha. Tại vì biết là khách người ta đặt hàng là đương nhiên sẽ lấy chứ không phải là không lấy. Nhưng mà do em cũng có một số lý do của em nên là mình không có nghĩ nhà được đó. Có gì thông cảm giúp em nha. Rồi, ship này giùm em nè. 40kg đến tầm 56-57kg. Mấy chị mặc ok vừa luôn giúp em. Vải đúng đẹp luôn nha. Đẹp ơi đẹp luôn nè. Rồi tặng ship này liền mấy chị ơi. Tương tác chia sẻ like mình. Chia sẻ like nhiều. Mình tương tác tốt là chắc chắn sẽ được tặng thôi nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Em mặc là nguyên một bộ. Về bộ này cưng lắm luôn nha mấy chị ơi. Cái này là đầm. Đầm liền chứ không phải là rồi nha mấy chị nha. Cái này là liền giúp em nè. Rồi ok Mai Ly nè. Cái này là liền nha mấy chị ơi. Đó là đầm liền nè. Tí hồi em sẽ chỉ hướng dẫn mấy chị cách mặc của nó. Nó sẽ có một cái sợi dây ở trong luồn ra. Rồi mình cột cái dây ra sau. Đó cưng lắm luôn. Ví dụ chị nào thích cột dây ra sau rồi cột ra sau, không mình có thể cột một bên hoặc là cột ở trước, cột bên nào cũng được hết. Đẹp lắm luôn nha. Đầm em mặc là form này tầm 56-57kg đổ lại. Từ 40kg đến 56-57kg là mấy chị mặc ok vừa nha. Đầm mặc đây nha mấy chị ơi, hàng keo cắt. Cái này là em về hàng em nôn like quá, em chưa có ủi luôn nè. Cho nên mấy chị thấy là chưa ủi mà đã lên form rất là đẹp như thế này rồi. Mấy chị chỉ còn ủi sơ cái phần ở phía trên này ra tí nữa là beo cưng cái form này nha. Màu của nó là màu đỏ đô. Đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi. Rồi em tặng xong cái rồi em bán giá cái đầm em mặc luôn nha. Hàng này là hàng cao cấp nha mấy chị ơi. Hàng cao cấp mà đương nhiên mua bên em thì sẽ chắc chắn là rỉ hơn ở nhiều nơi bán rồi nha. Hôm nay là một cái like dành riêng cho hàng cao cấp. Rồi ship đang cầm, cái này là em tặng đầu like cho mình. 40kg đến 56-57kg mặc ok vừa nè. Ship này bình thường giá của nó là 100 bao nhiêu á. Rồi bắt đầu em chốt hàng tặng cho mình nha. Chị nào vô like rồi chia sẻ like tương tác thì là tốt giúp em nha mấy chị ơi. Bắt đầu em quay game cho mình luôn nè. Bắt đầu quay game liền liền luôn nha. Đầm em mặc bắt đầu em báo giá cho mình luôn. Chị nào lấy thì mình chốt lên. 40kg này nó sẽ đắp que nè. Đắp que đắp lại như thế này nè mấy chị ơi. Bao cưng luôn giùm em cái đầm này nha. Hàng này vải xinh đẹp cực kỳ luôn, xuất sắc luôn mấy chị ơi.
cơm mình nhiệt tình lo giúp em nha. Chia sẻ like càng nhiều, tương tác càng tốt. Thì mấy chị sẽ rất là dễ trúng luôn á. Nhớ giùm em là chia sẻ like ít nhất là 3 lần nha mấy chị ơi. Rồi bắt đầu em quay tặng cho mình luôn nè. Em đang quay tặng luôn đây. Bắt đầu đang quay tặng nha mấy chị ơi. Chị nào tương tác tốt mình sẽ được trúng thôi nha. Và lưu ý là hàng tặng bên em, mấy chị nhớ mua hàng kèm theo nên em sẽ gửi chung hàng tặng cho mình nha. Rồi kho đồ gia dụng nè. Kho đồ gia dụng. Rồi chia sẻ like 3 lần con mình 55.000 55 lần. Rồi nhớ mua hàng kèm theo bên em gửi chung nha chị. Đồ kho đồ gia dụng ơi. Tí hồi mình mua hàng mình lên địa chỉ số điện thoại. Rồi bên em gửi chung với hàng tặng nha. Bên em cứ có mấy chị được tặng một sản phẩm thì mình mới mua kèm một sản phẩm thêm thì bên em mới gửi chung nha. Rồi chúc mừng chị kho đồ gia dụng nè. Rồi em lên hàng cho mình luôn nha mấy chị ơi. Mẫu đầm em mặc này tặng mà. Đầm em mặc nha, màu nó là màu đỏ đô. Dạng cổ là cổ vít đắp chiếu qua là rất là kín đáo, rất là đẹp luôn nha. Không hở một xíu nào hết. Tay của nó là tay dài. Chị nào muốn để tay dài, để tay dài. Không thì mình có thể săn lên như em cũng được luôn nha. Hàng rất là xịn và rất là đẹp luôn như này nha mấy chị ơi. Hàng rất là xịn và rất là đẹp như này luôn giúp em nha mấy chị ơi. Rồi hân ngô hận rồi, nhớ mua hàng kèm theo anh chị gửi chung cho em nha. Rồi bắt đầu đầm im mặt nha mấy chị ơi. Mẫu này hàng cao cấp nha, cái đầm rất là xịn rất là đẹp như này. Màu của nó là màu đỏ đô. Mẫu này thì không hề kiếm dáng xíu nào hết nha mấy chị nhìn nè. Đó phía trước của nó sẽ đắp que cho mình như thế này, không hở gì hết. Về cái tè dài như thế này nha. Dài, tè dài kiểu như cánh quạt nó xòe ra nè. Chứ không phải là dập ly từ trên xuống dưới. Mà nó xòe ra hả chị thấy không? Rồi, lên như vậy là đầm này giá là 245.000 nha mấy chị ơi. Đây, hàng cao cấp giúp em nhân giá 245. Đây mấy chị ơi, bên trong của nó nè. Khi mà mình mặc á, khi mặc mình sẽ luồn sợi dây que. Sẽ luồn sợi dây que nè. Rồi mấy chị cột lại ra sau lưng hoặc mấy chị cột bên hông thì cũng ok được hết luôn giúp em nha. Rồi ai lấy đầm đỏ này chốt là em là đầm đỏ giá là 245.000 nha mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn giúp em nha. Tại vì biết sao không, cận Tết cận Noel rồi. Cái thời điểm này mình mua đồ Tết là ok luôn mấy chị ơi. Chứ để mà que Tết tay một cái là đồ không có đẹp nữa. Thiệt sự luôn. Mua đồ Tết là mua cái giai đoạn này nè. Rồi chốt lên em là đầm 245.000 nha. Tại vì những cái hàng này còn Tết này em nhập những cái hàng cao cấp một chút xíu. Mình mặc Tết, mình mặc Noel cho đẹp nha. Rồi ai lấy chốt lên em là đầm 245.000. Vải đồ rất là đẹp luôn á. Mấy chị khi mình nhận hàng là cực kỳ ưng ý luôn giúp em nha. Hàng này hàng thiết kế mấy chị ơi. Màu đỏ đô nè. Rồi giá là 245.000 cái đầm này nha. Ai lấy chốt lên liền giúp em. Chị Thu Trang Dương đầm 245 nè. Rồi lấy đầm 245 chốt lên giúp em nha. Siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi, thật sự luôn. Cái đầm này mình cứ mua một cái bên em xong mấy chị bắt đầu đi dò giá. Mình coi thử nó bán đầm 245 vải sale form sale mà 245.000. Rồi, ra cho em. Giao cho chị số 7 chung cư Nguyễn Thị Thục. Dạ rồi, ok, Thu Trang Dương nè. Ai lấy đầm 245 mình chốt luôn giúp em nha. Màu này màu đỏ đô, giá là 245.000. Ai lấy đầm đỏ 245 chốt luôn liền giúp em nha mấy chị nha. Rồi ai làm đỏ 245.000 chốt lên em nha mấy chị ơi. 40kg đến tầm 56 về 57kg mấy chị mặc ok vừa. Đó dập ly ở phía dưới như thế này nha. 40kg đến tầm 55, 56, 57kg mấy chị mặc ok vừa luôn giúp em. Mẫu này thì mặc không có sợ. Mấy chị không có sợ rộng eo hoặc chọc eo gì hết nha. Đó mình cứ điều chỉnh vô. Xong bắt đầu mình cột ra sau lưng giúp em nè. Cột ra sau lưng hoặc mấy chị có thể cột bên hông cũng ok luôn nha. Giá là 245.000 cái đầm này rất là xịn và rất là đẹp. Kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Đó mình về nhà mình chỉ còn ủi xôn cái form là mặc beo cân luôn giúp em nha. Rồi ai lấy đầm 245 chốt liệu em là đầm 245.000 nha mấy chị ơi. Đầm 245 nha, lấy chốt lên giúp em. Beo xịn beo đẹp mẫu đầm này luôn. Rất là đẹp luôn giúp em nha. Lấy đầm 245 chốt liệu em nè. Rồi tương tác chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi. Em quay mẫu luôn nha. A à, lấy 245 chốt lên là đầm đỏ 245.000 đầm đỏ. Em còn xếp hàng cao cấp nữa nè. Đỏ 245 A à, lấy thì chốt lên giúp em nha. Rồi mình mua một cái đây xong nha. Đăng
chị Dung, cô lại Sydney hồi nãy là hẹn bạn hết rồi nha. Mai Diễm My ơi, hồi nãy em đưa đầu lên là Sydney xin hẹn bạn em hết hẹn rồi. Rồi tương tác chia sĩ like lên giùm em nha mấy chị ơi, quen mẫu khác nè. Đi với một áo hai dây bên trong, một cái áo khóc dẹ bên ngoài luôn, ship ba món luôn nha mấy chị ơi. Áo phước liền không nha, Minh Thu ơi, phước liền chưa về hàng nha. Rồi em quay mẫu nè, trời ơi cái quần, cái phông quần này siêu đẹp luôn á, cái đâu giết chị đâu. Rồi lên với em ship này nha mấy chị ơi, bao xịn bao đẹp luôn cho mình là nguyên bộ này luôn. Khóc len này em không có nha. Kẻ ship của nó là gồm một áo hai dây màu trắng bên trong, một cái quần bít ghi bên ngoài nè. Quần này mẹ lưng siêu keo luôn giùm em nha, lưng siêu keo luôn. Về một áo khóc dẹ, đáng gì nhìn khóc dẹ nè. Khóc dẹ này bình thường mình ra ngồi mua cũng phải là giá 255-265 một cái rồi, khóc dẹ nè. Bỏ kiểu lên mấy mấy. Rồi bây giờ em bán mấy chị kẻ ship luôn bốn món nha, một áo hai dây, một áo khớp nè, một áo hai dây bên trong, một cái quần bít ghi, một cái áo khớp dẹ và kèm một sợi dây nịt nữa. Rồi đây nha mấy chị ơi, đây chị nhìn em nè, khớp dẹ này là hàng, này là hàng hai lớp luôn nha mấy chị nha, hàng hai lớp dày dặn xịn sò rất là đẹp như thế này luôn. Đây bình thường một áo khớp dẹ này ra ngoài mua phải 200-250-270 là những chỗ bán rỉ á mấy chị ơi. Rồi em bán kẻ ship như thế này luôn cho mình nha. Áo khớp nè, áo khớp dẹ nè, rồi quần bít ghi có tặng kèm chai nịt cho mình luôn đây mấy chị ơi. Đó như em mặc bình thường đây mấy chị. Chị nào thích nịt thì nịt, còn không thích thì khỏi nịt cũng được nha. Đó nguyên ship ba món như thế này cho chị giá cục chưa có giá. Rồi giá mẫu này là 285.000 một ship ba món nha mấy chị ơi. Khớp dẹ còn chị, em hôm nay chị có ship như thế này nha chị Phan Hồng. Rồi Alex 285 mình chốt lên giúp em nha. Mua này rất là lợi luôn mấy chị ơi. Cái quần bít ghi đó chị nhìn nè, lưng này lưng siêu keo luôn giùm em. Lưng siêu keo nó sẽ có hai túi hai bên cho mình. Lưng siêu keo và có hai túi hai bên như này nha mấy chị ơi. Một sợi dây nịt kèm theo luôn giúp em nè. Một sợi dây nịt kèm theo luôn giùm em nha. Và một áo hai dây bên trong, một cái quần bít ghi lưng siêu keo, áo khớp dạ dày dặn hai lớp và có lớp bên trong như này. Đi một xích ra ngoài em. À lấy xếp này chốt lấy em nha. Form tầm từ 40kg đến tầm 55-56kg mấy chị mặc vừa. 40 tầm 55-56kg men vừa. Đây mấy chị ơi, kẻ xếp như thế này luôn, bao cưng luôn giúp em nha. Đó yêu thương ơi, đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi. Một sợi dây nịt lòng cái quần nè. Đó một chiếc men món như thế này luôn, 285.000. Chốt đầm đỏ bộ viết ở sau ok giờ liên kim. Em chỉ bán ship một nguyên kệ bộ của nó là 285.000 nguyên bộ này nha. Đầm đỏ cho chị Liên Kim ok nè. Chị đang lấy ship 285 mình chốt lại giúp em từ 40kg đến tầm 55-56kg đổ lại vừa. Rồi ship này tầm eo 72-73 đổ lại mấy chị mang vừa giúp em nha. Eo 72-73 đổ lại mặc ok vừa. Đó ai lấy ship 285 mình chốt lên. Áo khớp là áo hai dây bên trong, một cái quần bít ghi bên ngoài luôn. Cưng lắm luôn nha mấy chị ơi. Tính ra thì rất là rỉ luôn á. Áo này mấy chị mua xong mấy chị phối rời được nè. Áo hai dây bên trong cũng phối rời được luôn. Về cái quần này mấy chị mặc có là áo nào cũng xinh hết. Áo thun ok Trần Thu An là xin xuống lấu. Chị là lấy ship 285 mình chốt lấy em là ship này nha. Giá là 285.000 nguyên kẻ ship, 285.000 nguyên ship giúp em nha. 40kg tới tầm 55-56kg mấy chị mặc ok vừa. Em là tầm eo 72-73 đổ lại á, tầm eo 72-73 đổ lại này mình mặc ok vừa luôn nha. Alexis 285 chốt lên giúp em. Túi gấu phía sau là giá là 75.000 một túi. Túi gấu này hiện tại em còn màu trắng nè, màu đen và màu vàng nha mấy chị nha. Trắng, đen, vàng, ba màu. Rồi trắng nè, màu đen với màu vàng, ba màu. 75.000 một túi nha. Alexis túi gấu chốt lên giúp em. Giá là 75.000 một túi gấu. Cưng lắm luôn mấy chị ơi, màu vàng nè. Đen vàng với trắng nha, ba màu, giá là 75.000 một túi. Ai túi gấu chốt lên giúp em. Túi gấu 75 nha mấy chị nha. Rồi còn đúng ba màu này, trắng thì cài nút thì nó như thế này thôi em. Đây
Thực sự cái set này nếu như mà tính 285 ngàn mà kẻ ship ba món như này là siêu rẻ luôn mấy chị ơi. Mấy chị mua thử, nhận thử cái áo dẻ của em nè. Cái này ra ngoài mua áo không cũng phải là 270, 280 là bình thường cái áo không dẻ này. Rồi cái này bán kẻ ship ba món luôn là 285 ngàn kẻ ship ba món. Ai lấy thì chốt lên giúp em nha. Quần bít ghi lưng siêu kem, cái này hàng là hàng cao cấp, chất vải rất là xịn và rất là đẹp luôn giúp em. Áo hai dây bên trong màu trắng nha. Rồi áo khớp bên ngoài như thế này, quần bít ghi lưng siêu keo kèm da nịt. Rồi giờ lại nào lấy set 285 mình chốt lên giúp em nè. Đồ đẹp mà giờ chị không có sai. Rồi em quay mẫu luôn nha. Ai lấy set 285 mình chốt lên 285 ngàn nguyên set. Túi gấu này em còn trắng đen với vàng nha, ba màu. Ai lấy túi gấu chốt lên giúp em. Túi gấu nha mấy chị nha, trắng đen vàng ba màu. Túi gấu là 75 nha, kho đồ gia dụng 75 ngàn nha em. Túi gấu là 75 ngàn, em quay tiếp khác nè. Rồi tương tác chia sẻ lên giúp em nha. Túi gấu sau 75 ngàn. À lấy túi gấu mình chốt túi gấu lên giúp em. Xếp này gồm một cái quần dạ váy hay chân váy đây ta. Gồm một chân váy có lớp quần bên trong đi một cái áo như em đang mặc đây mấy chị ơi. Xinh lắm lắm luôn giùm em nè. Rồi xếp này em 72, 73 đổ lại vừa nha cái chân váy á. Chân váy là em 72, 73 đổ lại mấy chị mặc ok vừa. Chân váy là vải tuyết mưa có lớp quần bên trong. Để mặc kiểu này mấy chị coi chút nha. Một chiếc của nó là gồm một cái áo nè, một cái áo bên ngoài như thế này, bên trong là một cái quần, một cái chân váy lưng siêu keo, chân váy lưng siêu keo có hai túi hai bên, mình sẽ mặc được hai kiểu, mấy chị mặc thẻ form dài xuống nè, mấy chị sẽ mặc cái form thẻ dài xuống như thế này dạng giống quần luôn á, rồi mình còn cái nơ ngang eo, đây nha, đó mặc form dài xuống như thế này, nơ ngang eo. Form này cũng tầm 55-56 kg đổ lại vừa. Eo chân váy này eo 72-73 đổ lại giúp em nha. Đó. Không nha, cái này chỉ có một màu này thôi chị. Sọc trắng đen tí hồi là mẫu khác. Sọc trắng đen là mẫu khác nha. Rồi tương tác chia sẻ like lên giúp em nè. Set này nha mấy chị ơi. Giá như mấy. Set này giá là 225 ngàn. Thiệt sự những cái hàng này mình thường không có nhập. Nhưng mà cứ cận Tết, gần Tết, gần Noel thì em mới nhập thôi thường thường á. Tại vì cái mấy cái hàng này là Tết Noel rồi mặc cho đẹp xíu. Bình thường mặc đồ xem cũng được. Tết mặc đẹp đẹp xịn sò chút xíu. Rồi xíu này giá là 225 ngàn giúp em nha. Mình mặc được hai kiểu. Mấy chị có thể mặc như thế này xong cột nơ ngang eo lại thành cái dạng form hơi giống quần như thế này nha. Hoặc là mấy chị thích mặc đóng thùng lên cũng xinh luôn. Giá là 225 ngàn, form tầm 55 về 56 kg đâu lại vừa. Mấy chị mua những cái set này rất là lợi. Chân váy này mình phối được rất là nhiều áo nè. Cái chân váy này đang rất là hot hit luôn, mình phối được rất là nhiều áo. Vải là vải tuyết mưa giúp em nha. Form 55-56 kg đâu lại vừa, eo tầm 72-73 đâu lại đó. Có thể mặc cột dây ngang eo như này cũng được, không có chị có thể mặc như này nè. Đó, cũng xinh luôn giùm em nha. 225 ngàn nguyên set. Rồi ai lấy set 225 mình chốt lên giúp em. Chờ lấy set 225 ngàn chốt lên giùm em nha. Chân váy này là vải của nó là vải tuyết mưa, rất là xịn và rất là đẹp luôn. Sẽ có hai túi hai bên như này nha mấy chị ơi. Đó, hai túi hai bên, xịn đẹp cực kỳ luôn giúp em nha. Ai lấy set 225 chốt lên giùm em là set 225 ngàn. Mấy chị cứ thử mua từ một set này coi. Chất của nó rất là xịn và rất là đẹp luôn giùm em nha. Đó, cổ vít nè, cổ vít như này. Đó, mua một mà được hai nè.
Cái này tắt rồi ra mặc ok lắm luôn nha mấy chị ơi. Trong váy có được rất là nhiều đồ. Hôm nay em có trong váy nhưng hôm nay em chỉ like lên đồ hàng cao cấp thôi. Rồi mẫu này giá là 225. Chị nào lấy tiếp 225 mình chốt làm em nha. 225 ngàn. Form 55, 56 cái đồ loại của em không bán lẻ nha mấy chị nha. Không bán lẻ. Rồi A lấy chốt lên với em nha. Tiếp là 225 ngàn. Nguyên tiếp này A lấy tiếp 225 chốt lên. Cái sọc trắng lên cho chị, cái sọc trắng lên. Để em lên cho. Em lên tầm 1-2 tiếng nữa nha. Nếu mấy chị không thích hàng này thì để em chuyển qua hàng khác luôn. Đồ lạnh thì chắc hôm khác nha ngon. Dịu hè ơi, hôm nay là không có đồ lạnh. Hôm nay là chỉ xếp bộ với đầm thôi. Xếp bộ với lại đầm. Rồi, sọc này giá này cũng 225 giúp em nha. Bộ này sọc trắng đen này luôn giá là 225 ngàn. Form này cũng tầm 55 và 56 kg đồ lại với chị mặc vừa á. Đó là cái quần thôi mấy. Quần này quần lưng siêu keo đi với lại áo sọc vàng trắng đen như thế này giúp em. Giá là 225 ngàn nguyên một set nha. 225 hàng đẹp quá chừng luôn á. Đúng đẹp luôn. 225 ngàn nguyên set giúp em nha. Form 55, 56 kg đồ lại vừa. Đây sọc này 60kg là hàng mẫu loại khác nha chị Ngọc Trâm ơi. Mẫu này 60kg không vừa không có sai. Cái này là tầm 74 mươi không. Đưa cho chị đo cho đưa. Rồi cái này 225 giúp em nha. Lấy mình chốt lên. Em nghĩ form tầm 55-56 cái đồ loại thôi mấy chị ơi. 55-56 cái đồ loại vừa. Tầm eo 72-70B đồ loại mấy chị mặc ok vừa giúp em xếp này nha. Eo 72-70B đồ loại mặc ok vừa. Kể xếp luôn giá là 225 ngàn. Quần lưng siêu keo nè mấy chị ơi. Cái quần của nó là lưng siêu keo luôn nha. Áo như thế này. À lấy hình chốt lên em là xếp 225 nha. Xếp 225. Hôm nay em like cảm giác sale thế đúng không? Hay là em thốt em vô lại nha mấy chị ơi. Hàng rất là đẹp luôn, thiệt sự luôn. Chứ không dạng như là em nhập hàng cao cấp về để em bán tết. Chứ không phải là hàng bình thường thì bán rỉ mà sale bây giờ bán mắc. Sợ nhiều khi mấy chị hiểu lầm không. Nhưng mà thiệt sự mình cứ mua thử cái hàng này đi rồi mình sẽ biết. Hàng này là hàng cao cấp. Nhưng mà mấy chị mua bên em lúc nào nó cũng sẽ rỉ hơn bên ngoài hết. Thiệt sự luôn, rỉ hơn bên ngoài phải ví dụ như so với những cái chỗ mà bán rỉ bên ngoài là em phải rỉ hơn người ta phải 50-60 ngàn là những người đã bán rỉ rồi á. Còn vô shop đồ là không biết nó bán xếp này mấy trăm ngàn đâu mấy chị ơi. Vô 400-500 ngàn là chuyện bình thường nha. Xếp này nè. Đó, chứ sợ nhiều khi mấy chị mua cái đồ em cái mức giá nó rỉ quen rồi á. Trăm mấy mấy chục ngàn. Trăm mấy mấy chục ngàn gì đó. Xong bữa nay tự nhiên xe con này nó like mày 200 mấy. 285, 245, 225 đồ mấy chị giật mình. Nó sao tự nhiên bữa nay bán mắc dữ. Nhưng mà không phải đâu. Tùy cái mặt hàng nha mấy chị nha. Chứ sợ hiểu lầm lắm luôn. Hàng 100 mấy, hàng mấy chục ngàn là em vẫn chạy đều cho mình luôn. Chẳng qua là hôm nay em muốn làm một cái live riêng hàng cao cấp thôi. Rồi, 225 cho chị Thu Trang Dương nè. 225 giúp em nha, đó nguyên tiết như thế này luôn. Giờ lấy mình chốt lên nha, dạng tay là tay. Bán nguyên một tiết nha chị Phường Nguyễn ơi, nguyên tiết nha. Nguyên tiết nè, lấy tiết sọc vàng cho chị Tuyết Phạm. Tuyết Phạm sọc vàng nãy 225. Do không đúng ý thích đó không? Tại vì sợ mấy chị hiểu lầm. Hiểu lầm, bình thường sẽ bán rỉ, tự nhiên hôm nay bán mắt. Rồi ok, Thùy Dương nè. Rồi chốt lấy giúp em nha, tiếp này sọc trắng đen 225 ngàn. Xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, xịn đẹp lắm lắm luôn giúp em nha. Cưng ơi là cưng luôn, lưng quần siêu keo nè. Bây giờ mấy chị có keo 1m7, mặc cái quần này cũng không bị hốt đáy nha. Rồi A lấy chốt lấy giúp em nè, xếp 225 ngàn sọc trắng đen. Sọc trắng đen 225 nha. A lấy sọc trắng đen 225 mình chốt lên. Đó,
Rồi đẹp mà nặng tí hả? Rồi ok nha, rồi em quay mẫu khác luôn. Chị là lái set này nữa, chốt lên em nha, 225.000 nguyên set. Quần này mặc rồi ra, quần này mình tắt rồi ra mình mặc với lại áo khác rồi cũng ok lắm luôn nha. Còn áo này mấy chị có thể phối lại quần trắng, quần đen, chân váy gì cũng đẹp hết. Cảm ơn chị Ti Fit nè. Đẹp mà form to, không vừa xem mua. Đây set này là em không kịp, em mở ra nó sẽ như thế này. Đó, mở ra nè, mở ra form thoải mái như thế này nha. 40kg đến tầm 55-56kg mặc ok vừa nha mấy chị ơi. 40-55-56kg mặc vừa, chị Liên Kim sẽ đang mặc nè. Tầm eo 72-73 đổ lại mấy chị mặc ok vừa cái set này giúp em nha. 72-73 đổ lại mấy chị mặc ok vừa. Đảm bảo set này khi mà em mặc, em chụp hình em đăng lên mấy chị sẽ hỏi rất là nhiều, em đảm bảo luôn. Tại vì cái set này em đã thấy hình gốc của nó rồi, khi mà mặc đăng hình lên để em bảo chị sẽ thích hơn là em đang like luôn á. Rất là đẹp luôn cái set này. Rồi em quay mẫu nha. Ai lấy set 2, set này nổi chốt lên giúp em. Cái này em đo trên mình vải là tầm 72-73. Còn cái em mình này nó là em mở. Ví dụ như chị nào tầm em 74 mình mặc cũng vẫn được. Rồi em quay mẫu luôn nha. 56 kg E78. E78 là không vừa rồi nha Ngọc Yếu ơi. Cái này là E72, 73, 74 là hết mức rồi á. Rồi em quay mẫu này nha. Tương tác chia sẻ like lên giúp em. Không nha chị Lê Thúy Hồ ơi, xíu này không có đỏ nha. Ship này đẹp lắm luôn nè. Tương tác chia sẻ la lên giúp em nha mấy chị ơi. Đỏ tí hồi này lên ship khác nha. Mấy cái này mua về nhà mấy chị ủi đi, mình mặc lên form nó sẽ cưng hơn. Cái này em like, em có ủi trước. Like là em lấy ra em mặc like luôn, cho nên là cái form nó lên ít đẹp. Lý do là nó hơi còn nhăn. Rồi set này giúp em nha mấy chị ơi. Set này giùm em nha, chân váy của nó là sẽ có bo thun phía sau. Set này cũng form tầm 55-56kg độ lại vừa. 55-56kg 1m6 độ lại vừa giúp em nha. Từ 40kg đến 55-56kg mấy chị mặc ok vừa. Rồi gồm một áo, một cái chân váy dập ly. Chân váy dập ly này phía sau sẽ có lung thun cho mình. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Giá như vậy. Bộ này giá là 259.000 giúp em nha. Lấy bộ Kero 259 mình chốt lên là Kero. Giá là 259.000. Bộ này giá là 259.000 giúp em nha. Rồi nó sẽ kèm một sợi dây nịt cho mình như thế này luôn. Áo là áo cổ vít. Chân váy này là sẽ dập ly và ở sau sẽ có lưng thun cho mình. Chân váy này dập ly phía sau có lưng thun nha mấy chị ơi. Đây chốt lấy em là set 259.000 nguyên kẻ set luôn. 259.000 nguyên kẻ set giúp em nha mấy chị nha. Đó rất là đẹp luôn đây. Dập ly của nó là dáng già que gối và đi với lại áo này. Giá là 259.000 mấy chị mua về ủi form đây giùm em. Những cái set này nè mấy chị vô những cái shop lớn mua là 600-700.000, có nơi bán 1.000.000 là bình thường. Mấy chị mua vô những cái trung tâm thương mại người ta bán 1.000.000 bộ là bình thường luôn á. Thiệt sự luôn, em bé có 259.000. Ai lấy mình chốt lên giúp em nha. Kero chị Honey Nguyễn nè. Chị Trần Minh Hảo. Đầm 58-59kg để em coi thử nha chị. Đầm đỏ phía sau lưng là 56-57kg đổ lại vừa nha chị Bo ơi. 56-57kg lại vừa. Cái này mua giờ mình ủi cái form thẳng rèm em tí là ok nha. Đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị ơi. 259.000 nguyên ship. 40kg tới tầm 56-57kg mấy chị mặc ok vừa ship này. Chốt lại em là ship 259 nha. Chị Trần Minh Hảo ơi, mình cho em địa chỉ với lại số điện thoại nha. Trần Minh Hảo ơi, lên em địa chỉ số điện thoại nha chị. 259.000 nguyên một xí dập ly như thế này. Sao chị tiếp rồi ngồi
luôn mấy chị ơi. Mẫu đỏ 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 dập ly là hồi nãy mặc đầu like rồi nha chị. Chị Liên kia một hero ok nè. Đỏ đô hồi nãy mặc đỏ đô mà dập ly phía dưới nãy mặc đầu like rồi. Rồi lên với em là siết caro nha. Xịn đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Xịn đẹp lắm lắm luôn. Cái này giá là 259.000 nguyên một set. Đó, chân váy này phía trước là lưng bản nè. Phía trước là lưng bản như này giúp em, phía sau sẽ có lưng thun. Đây, xịn đẹp cực kỳ luôn nha. 40kg đó tầm 56-57kg độ là mình mặc ok vừa kẻ siết caro này. Giá 259 nguyên siết giùm em. Rồi lấy caro 259 mình chốt lên nha mấy chị nha. Caro 259 giúp em nha. Lấy caro 259 mình chốt lên nha mấy chị ơi. Đó, mình xếp lại như nãy nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn á xí này. Đẹp lắm lắm luôn nha. Xinh xỉu lên xỉu xuống mấy chị ơi. Đó, đẹp lắm, xinh cực kỳ luôn. Rồi chị Trần Minh Hảo nhắn tin rồi. Rồi ok chị Trần Minh Hảo nha. Rồi tương tác chia sẻ like lên giúp em là Alexis 259 đúng không mấy chị ơi. 57kg kem mix 6 là ok nha chị Nguyễn Chi. Trong váy này sẽ có lưng thun phía sau. Em đảm bảo luôn set này trên like chị không đặt, nhưng mà đảm bảo là sau like khách đặt sẽ rất là nhiều cái set này. Em đảm bảo luôn. Chị nhận được hàng rồi. Túi gấu cưng luôn. Tiết bộ thì ưng ý lắm. Em cảm ơn chị Hồng Nguyên nè. Rồi Alexis 259 nó chốt lên giúp em nha. Đảm bảo thiệt sự luôn. Những cái hàng cao cấp em like hầu như lúc nào cũng gì hết. Trên like mấy chị ít chốt lắm. Nhưng mà em tắt làm một cái là khách chốt rất là nhiều. Những cái xếp hàng cao cấp như này xinh đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu luôn nha. Alexis mình chốt lên là xếp Kero 259. Tương tác chia sẻ like giúp em nha. Mẫu em mặc thì 40kg đến tầm 57-58kg mấy chị mặc ok vừa luôn. Trời ơi, đẹp quá. 40kg đến tầm 57 và 58kg mấy chị mặc ok vừa luôn giúp em tiếp này nha. Caro áo vải nó có độ co giãn nha Phi Phi ơi. Caro đó là vải nó sẽ có độ co giãn cho mình nha. Tương tác chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Cái này giá là 230.000. Đẹp quá chưa? Em thử hơi lâu chờ em xíu nha. Form 55, form 57, 58kg đâu lại mấy chị mặc ok vừa giúp em tiếp này nha. Đó, tiếp đây. Đây nha mấy chị ơi. Vừa một cái áo vest dáng dài bên ngoài nó dạng như là đầm luôn. Mẹ nó sẽ có quần bên trong cho mình nha. Đây. Bên trong là một cái quần đây mấy chị ơi. Đây nó sẽ có quần bên trong. Quần bên trong là lưng siêu keo luôn giúp em nha. Cưng lắm luôn, kẻ tiếp đeo món như thế này. Đó, hai túi hộp hai bên phía dưới đây mấy chị ơi. Quả này beo đẹp luôn giùm em nha. Bọn này giá là 230.000. Chị lấy tiếp 230 chốt là em là tiếp 230 nha. Vải form đồ cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Tiếp caro cho Phi Phi nè. Hốt chung ơi. Rồi caro 259 cho Phi Phi. Rồi giờ lấy xếp xém 230 chốt lên giúp em nha. Từ 40kg đến tầm 57 và 58kg với chị mặc ok vừa. 230.000. Chị Ti tiếp một xếp 230 nè. Rồi nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Đây, sẽ gồm một cái áo vest dáng dài như thế này em nè.
Nó là dạng đầm luôn á. Cái này nó là dạng đầm luôn, mà người ta sẽ may cho mình thêm một cái quần đùi bên trong, là không sợ lộ, không sợ gì hết nha mấy chị ơi. Đó, phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giúp em như thế này. Về bên hông sẽ có dây kéo cho mình nằm bên hông, 40kg đến tầm 57-58kg độ nào mấy chị mặc ok vừa. Đó, quần phía sau là có lưng thun nha. Về cái sợi dây này nè, sợi dây này phía sau nó cũng làm thun cho mình luôn, cho nên là eo bao nhiêu cũng không có sợ chật rộng gì hết nha mấy chị ơi. Đó, cưng lắm luôn giúp em nha. Kẻ xếp 3 món như thế này, giá là 230.000. Đó, lưng phía sau là lưng thun và nó sẽ có dây kéo nằm bên hông cho mình luôn. Có dây kéo nằm bên hông như thế này luôn nha. Đó, mặt không sợ lộ, không sợ gì hết. Phía trên là hai túi hộp phía trên và phía dưới là có hai túi hộp nữa. Giá là 230.000 kẻ xếp này. Ai lấy xếp 230 chốt lên xem là xếp 230 nha mấy chị nha. Rồi, cái này giá là 230.000 giúp em. Tay dài mấy chị có thể săn lên hoặc là để dài cũng được luôn. Đó, ai lấy xếp 230 chốt lên là xếp nha, 230.000 nha mấy chị nha. Cưng lắm luôn, rẻ tí như thế này. Đó, mặt ở phía sau nè, nó sẽ có bo chung cho mình nha, không sợ lộ, không sợ gì hết, có lớp quần bên trong. Rồi, lấy tiếp 230 chốt cho em là tiếp này nha mấy chị nha. Giá là 230.000. Đó, giá là 230.000 kể tiếp này dùm em. Chị nào lấy tiếp 230 một chốt cho em nha mấy chị nha. 230. Ủa, chứ có một cục áo mà có chữ chữ. Rồi, lấy tiếp 230 chốt cho em là tiếp 230 nha mấy chị nha. Tiếp 230 nha. Tiếp 230 nha. Rồi, tương tác chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi, tiếp này giúp em nha, nó sẽ là một cái chân váy nè. Một chân váy màu đỏ về có lớp quần bên trong cho mình luôn. Chân váy đỏ có lớp quần bên trong và một cái áo ống màu đen. Một áo ống màu đen kèm một cái áo vest dáng dài bên ngoài. Màu này là màu đỏ đô nha mấy chị nha. Màu này màu đỏ đô. Áo có váy này sẽ có lớp cho mình luôn. Váy này có lớp. Thôi em thử chị coi cho chị. Rồi tương tác chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Sẽ có đệm mô trên vai cho mình nữa nha mấy chị ơi. Kẻ xếp như thế này luôn. Form này tầm 56 55 56 kg, loại mặc ok vừa kẻ bộ. Đó, một áo ống màu đen bên trong nha mấy chị ơi. 55 56 kg, loại vừa. Áo kim nào em ơi? Áo này giá là 125.000. Áo này có tìm mà có kèm theo túi gấu nữa. Áo này sẽ có kèm theo túi gấu với nha, giá là 125.000 nguyên set. 125 nguyên set giúp em nha. Màu nâu và màu đen hai màu. Nâu với đen hai màu giá là 125.000, từ 40kg đến 60-65kg mấy chị mặc ok vừa luôn kể tiếp này nha. Một áo và một túi gấu kèm theo giá là 125.000. Hay nha mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt lấy em là áo 125 kèm màu. Màu kèm pho sữa 125 với lại màu đen nha, 125.000. Đen 125 kèm với sữa 125, em có hai màu. Về tặng kèm túi gấu thì lên mình luôn. Mẫu em mặc nha mấy chị ơi, giá là 235.000 nguyên một bộ như thế này luôn. Trong váy sẽ có lớp quần bên trong và đi với lại áo ống đen bên trong nè. Một cái khớp màu đỏ dán dài bên ngoài. Chất vải rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Áo khớp đỏ bên ngoài nó sẽ có hai túi hai bên cho mình luôn. Form này tầm 55-56kg độ lại vừa. Giá là 235 giúp em nha. Đây, áo khớp của nó là sẽ có một lớp lót bên trong nữa.
Rồi giá là 235.000 nguyên một xích đỏ. Chị lấy xích đỏ 235 mình chốt lên nha mấy chị nha. Đó, trong váy của nó là dáng dài luôn. Dáng dài mình sẽ có lỗ quần bên trong. Vải như này nha, rất là xịn và rất là đẹp luôn giùm em nha mấy chị ơi. Đó, hai túi hai bên nữa giá là 235.000. Ai lấy xích đỏ 235 mình chốt lên liền em là xích đỏ nha. Giá 235.000 nguyên xích đỏ như thế này nha mấy chị ơi. Ai lấy xích đỏ chốt lên giúp em. Rồi quay mẫu ha. Tiếp với em mặc nha mấy chị ơi, gồm một cái áo khoác bên ngoài, một cái quần form biggy. Rồi tiếp này nha mấy chị ơi, gồm một cái quần biggy bên trong nè. Một cái quần dạng quần form quần biggy lưng siêu cao giùm em nha. Quần biggy lưng siêu cao như thế này. Về đi kèm là một cái áo khoác fit bên ngoài. Xếp của nó là gồm một áo khoác fit và một cái quần biggy lưng siêu cao. Form này tầm 53-54kg đổ lại mấy chị mặc ok vừa. Cái này em không có ủi, em lên form lên mấy chị thấy cái form này đẹp là nó hơi nhăn. 40kg đến tầm 53-54kg chị mặc ok vừa kể xếp này giúp em nha. Giá là 200, xếp này giá là 255.000. À lấy chốt lên em là xếp 255 nha. Chung là mấy cái hàng này vải đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Vải rất là cao cấp, rất là đẹp luôn giùm em nha. Về áo mặc bên trong, áo mặc bên trong đây nha mấy chị ơi, áo mặc bên trong là áo rồi. Tiếp phía này là nó chỉ đi một áo tay dài và một cái quần biggy thôi. Còn áo bên trong mình thích mặc áo sơ mi, áo thun hoặc là áo bre cũng được hết. Rồi áo này em có bán rồi nha. Mẫu này 40kg đến tầm 55-56kg mấy chị mặc ok vừa. Chốt lên em là áo chữ, áo chữ nha mấy chị ơi. Áo chữ giùm em nha, giá là 65.000 một áo. À, áo chữ 65 mình chốt lên. Dạng thun của nó là thun dẻo, rất là mát luôn nha. Mát co giãn. Đây, áo bên trong nè chị. Áo bên trong này nha. Chốt lên em là áo 65.000, 40kg đến tầm 55kg mấy chị mặc ok vừa. Cho em áo 65.000 áo chữ. Áo bre chữ nha, giá là 65.000 giúp em. Chừng nào là áo 65 chốt lên em là áo 65.000 nha. Chất của nó là chất thun mà dạng thun dẻo á. Chất rất là đẹp, rất là mịn, rất là đẹp luôn. Rồi mịn đẹp cực kỳ luôn giùm em nha. Ai lấy chốt lên áo chữ giá 65.000 áo chữ. Chị Hồng Nguyên áo chữ 65 nha. Chị Hồng Nguyên áo chữ 65. Ai lấy áo chữ chốt lên giúp em nha. Còn xếp đang mặc giá là 255.000 dạng vest á. Vest màu này mặc rất là tay luôn mấy chị ơi. Sau đây sâu có gì đâu ta, sâu đây em, sâu cũng không có thấy gì đâu, áo nó chi là hết rồi. Quần phía sau đây nha, quần này em không có kịp tại em mặc hai quần về đây, lưng siêu keo luôn. Đo eo quần giùm. Rồi ok chị nè, áo chữ chị Phường Nguyễn giá 65.000, chị Phường Nguyễn 65 cho chị Phúc Giây lo đây. Chữ tí này chắc 1kg á mấy chị ơi, tiếp vé này chắc 1kg luôn á. Thường thường vest mấy chị thấy người ta bán màu đỏ, màu hồng, màu đen rồi rất là nhiều. Nhưng mà cái màu này hầu như là ít có nè. Màu này mặc lên rất là phay, rất là sang luôn nha. Phối là áo sơ mi trắng hoặc là áo thun, áo bre, áo đi bên trong đều ok hết luôn. Anh áo chữ chốt em áo chữ giá 65.000. Áo chữ giá 65.000 áo chữ nha mấy chị nha. Anh áo chữ chốt lên như là mẹ áo chữ giá là 65.000.
Xíu ra mặt duyên duyên một xíu ok nè. Đẹp lắm, mấy hàng này đẹp lắm mấy chị ơi, mua thử đi. Cái này có size nè, size eo 68 đổ lại, chị mang size S nha, còn size M là tầm eo 72 đổ lại vừa. Cái em đang đo là nhỏ hơn cái form đang mặc nè, 68 đổ lại mấy chị mang giùm em eo size S nha, chỗ em là size S, eo 68 đổ lại vừa size S nè. Chị Phượng Ruby nè, size S chị Phượng Ruby ok nè, chị Phượng Ruby size S nè, chị nào lấy size gì chốt lên giúp em nha. S với M hai size, S là eo 68 đổ lại mang em size S, còn size M tầm eo 70-72 đổ lại mặc size M nha, eo 70-72 đổ lại mang em size M, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, em mặc chắc là size M là bị rộng lên. Rồi áo chữ giấy 65 cho Minh Thư, áo chữ nè, áo chữ 65 dài quần hộ chị, quần này em mặc là quần dài luôn nè, chi mắc ké đâu luôn á. Rồi áo áo chữ 65.000 mình chốt lấy em là áo chữ nha, 65.000 áo chữ tiếp size M duyên thì M là em béo 53-54 cái đó lại á, còn size S đó là eo 60, size S là tầm chị là thấy là tầm 48 cái đó lại, eo 68 đó lại là vừa. Áo chữ chị Mạnh Tú Xuyên áo chữ ok nè, chị Mạnh Tú Xuyên áo chữ giấy 65 nè, chữ 65. Chị Phi Phi là dồn đơn từ tuần trước rồi đúng không ta, đi đâu rồi hả? Rồi ok, chị Phi Phi dồn đơn ok nè. Rồi chiều dài là 96-97 giùm em nha, 96-97 chiều dài, 96-97. Quần này lưng siêu keo luôn mấy chị ơi, tại vì em lọc đọc em like quá nè, cho nên là em không có ủi form đồ ra, ủi form ra là nó beo cưng luôn cho mình, đẹp lắm lắm luôn á. Rồi S với M hai size, ai lấy size gì chốt lên size đó giùm em nha. M là tầm eo 72 đổ lại mấy chị mặc ok vừa, size là tầm eo 68 đổ lại, lưng là lưng siêu keo luôn, sẽ có hai túi hai bên cho mình như thế này, đẹp lắm luôn giúp em nha. Rồi ok, Phi Phi đâu này dồn lại nè. Rồi lấy set 255 chốt lên em là set 255, áo chữ là giá 65.000 nha, áo chữ bằng hết, áo chữ 65, áo chữ là 65 nha mấy chị. Rồi size S cho Thùy Hậu lấy size S ok nè, Thùy Hậu lấy size S là 255, ai lấy nó chốt nó giúp em nha, 255. Rồi chị là lấy cái này nữa không, em quay mẫu nha, 255 em đặt trúng cái size M rồi đó, nó rộng. Ai lấy size 255 mình chốt nó giúp em nha chị nha, S M 2 size, S mà M 2 size giá là 255.000. Lên Minh Trí thôi, thế mặc đúng một màu nha chị, đúng một màu thôi, màu que mẫu luôn. Áo chữ em còn vài cái nha, lấy áo chữ chốt áo chữ, cái gì chưa quanh đây không? Hả? Rồi em que hàng khác nè. Đầm này em sẽ có hai màu, màu nâu và màu đỏ đô, hai màu nha mấy chị nha, nâu với đỏ đô hai màu giúp em cái set này. Đầm này luôn nha, rồi đầm này em sẽ có hai màu cho mình nha mấy chị ơi, màu nâu và màu đỏ đô hai màu. Form này tầm 55 kg đổ lại mấy chị mặc vừa. Form này tầm 55 kg đổ lại mặc ok vừa giúp em nha. Tiết vết là 255 nha, phương Mỹ. Tiết vết hồi nãy là 255 giùm em nha chị nha, 255 nha. Đầm em mặc tầm 53-54 kg đổ lại giùm em nha, 53-54 kg đổ lại mấy chị ơi. Đây, cái tay của nó là dạng vải bi nè. Rồi 53-54 kg đổ lại mấy chị mặc ok vừa với em cái đầm này nha. Đầm này em sẽ có màu nâu và màu đỏ hai màu. Đầm này sẽ
có màu nâu với màu đỏ đô hai màu nha mấy chị nha, nâu với đỏ đô hai màu với tim mẫu đằng này. Vải dày dặn chốt siêu đẹp luôn dùm em nha. Ở phía dưới là dập ly nè. Rồi áo này là dạng phối tay bi, phối tay bi nha, và phần dưới là dập ly. Em có màu đỏ với màu nâu hai màu. Form này 53-54kg đổ lại mấy chị mặc ok vừa, 53-54kg đổ lại mặc ok vừa luôn giúp em nha. Rồi ai lấy chốt lên nha mấy chị nha. Nâu 225 với lại màu đỏ 225.000. Nâu 225 và đỏ 225. Ủa này yêu soi ha. Cái này tầm em 74 độ lại mấy chị mặc ok vừa nha, nghĩa là 55kg độ lại mặc vừa luôn á. Em 74 độ lại vừa. Màu nâu đang mặc với màu đỏ đô hai màu nha mấy chị ơi. Nâu với đỏ đô hai màu nha, chị nào lấy màu gì mình chốt lên. 225.000, nâu 225 với lại đỏ 225.000. Chị nào lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Vải form bao đẹp luôn á. Ở dưới là dập ly. Rồi phần trên của nó nè. Đó nút nào mấy chị ơi. Nó sẽ có xếp ly ở phần trước cho mình. Về toàn bộ cái phần thân phía dưới là dập ly hết luôn nha. Đó 225.000 màu đỏ là màu nâu hai màu luôn. Rồi đỏ nâu hai màu giá 225 nha. Chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn nè. Đỏ 225 với lại nâu 225 nha mấy chị nha. Áo chữ còn vài cái, giá là 65.000 áo chữ. Rồi áo chữ giá 65 nha, lấy chữ 65 chốt lên giúp em là chữ nè. Giá là 65.000 áo chữ, quả đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi qua mẫu. Em xem túi treo rồi ok chị Nguyệt Xuân nè, mấy mấy túi gấu treo xong là giá chỉ có 75.000 một túi thôi nha. Túi gấu
cấu chuyên sâu chứ có 75 ngàn một túi thôi chị. Rồi bộ em mặc form 55-56 kg đồ loại vừa, áo sơ mi trắng tay phòng. Túi gấu này em có màu vàng, màu trắng với màu đen nha mấy chị nha. Bê màu vàng, trắng, đen, bê màu. Áo nỉ, áo nỉ hiện tại em hết hàng nha chị ơi. Ê, cái áo nhung á, số lại mấy cái luôn My. My, áo nhung gân á, áo hút đi nhung gân á. Số lại ít nè, áo hút đi nhung gân á, em còn số lại ít nè. Hồi trước xong lại mấy chị hỏi nhiều nên em giữ lại, tại cũng còn rất là ít. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, có quần jean hay kaki không? Hôm nay em có quần, không có quần jean chị Trúc Trần ơi. Rồi thế em mặc giá là 235 ngàn, đẹp cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi, hôm nay em có chân váy nha chị, hôm nay đây số là xếp bộ với lại đầm là nhiều, xếp cao cấp với lại đầm là nhiều. Rồi xếp này giúp em nha mấy chị ơi, có dây bộ eo luôn à. Con này 55 về 56 kg đồ loại mấy chị mặc ok vừa. Dạ đúng xịt đúng cao cấp luôn giùm em nha. Đúng xịt đúng cao cấp luôn mấy chị ơi, giá là 235.000 nguyên bộ này. À cái bộ dạ 235 thì chốt luôn giúp em nè, đẹp lắm lắm luôn. Nhưng mấy bạn chỉ có chút tay. 235 nguyên thế này, form 55 56 kg đồ loại mấy chị mặc ok vừa nha. Áo sơ mi này vải dày dặn chốt đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi lo giúp em nha, 55-56 kg đồ loại mấy chị men vừa, kẻ xếp dẻ như thế này luôn, giá là 235.000 nguyên một xếp. 235.000 nguyên một xếp dẻ như thế này giúp em nha. Áo sơ mi dạng sơ mi tay phòng nè mấy chị ơi, sơ mi tay phòng mấy chị để tay dài như thế này cũng được, không mấy chị săn lên cũng được luôn. Giá là 235.000 nguyên một xếp dẻ như thế này, rất là xịn và rất là đẹp, rất là xịn và rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy dẻ 235 chốt lo giúp em nha, để tay dài cũng được hoặc là săn lên cũng được. Yếm nhẹ bên ngoài nè, yếm nhẹ bên ngoài nó sẽ không có bị hở nắp nhiều, cho nên mấy chị có thể phối mấy chị mặc không cũng được, hoặc là phối là áo cổ lọ, áo len cổ lọ đó, áo thun, áo sơ mi, áo bre cũng ok hết luôn giúp em nha. Rồi ai lấy set yếm 235 mình chốt lên nè mấy chị ơi, chốt rất là dày dặn, rất là xịn, rất là đẹp luôn giùm em set này. 235.000 nha mấy chị nha. Cái này chắc phải 2 kg luôn á, nó nặng lắm luôn mấy chị ơi, đeo đẹp luôn giùm em nè. 235.000 nguyên chiếc như thế này, xinh đẹp cực kỳ luôn. Cái này chắc phải 2 kg á, đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Rồi áo sơ mi trắng nằm bên trong giùm em nha, sơ mi trắng nè, chất của nó rất là mịn, rất là dày dặn luôn, form lên chuẩn cực kỳ đẹp luôn giùm em nè. 235.000 nguyên bộ này đó, chị nhìn vải nè, dày dặn lắm lắm luôn, dạng tay là tay phòng, dạng tay phòng nha. Đó, tay phòng như thế này, về một cái yếm 2 dây kero bên ngoài, dày dặn lắm lắm luôn mấy chị ơi. Yếm này có lốt nha, dày dặn cực kỳ luôn như thế này giùm em nè. Đó, nguyên xếp luôn, giá là 235.000 nguyên kẻ xếp. Ai nói dẻ 235 chút nữa em là dẻ 235 nha, kèm dây cột eo cho mình luôn. Giá là 235.000 nguyên một xếp này. Rồi ai nói chút nữa giúp em nha mấy chị nha, 235 nguyên xếp dẻ luôn á, 235 nguyên một xếp dẻ. Cái này là xếp ba món, gồm một áo ba lỗ nằm bên trong nè. Cái này hàng còn lẻ nên em đưa luôn nha. Một, rồi một cái áo khớp màu nâu bên ngoài, đi với lại một cái quần nè. Quần này lưng siêu keo. Rồi kẻ xếp này luôn, giá là 235.000 nguyên xếp. Ai lấy chốt cho em là xếp nâu 235 nha mấy chị nha. Quần của nó là dạng quần ống bo, chất là chất nhung gân, hàng này chất nhung gân rất là xịn, rất là đẹp như thế này luôn. Rồi quần là quần ống bo nè mấy chị ơi. Rồi quần ống bo giúp em nhăn lưng thun, form này tầm 55-56 kg đâu loại mấy chị mặc ok vừa. Quần này lưng siêu keo luôn á, quần lưng siêu keo, chất nhung gân giúp em nè. Rồi một cái ba lỗ màu trắng bên trong, 55-56 kg đâu loại mặc vừa nha. Chốt là em là xích nâu, 235 xích nâu. Đó, phía trước của nó nè, phía sau. Rồi đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị nha. Cho em là xích nâu, giá là 235.000 nguyên xích nâu. Rồi ai lấy nâu 235 mình chốt rồi giúp em nha mấy chị ơi. Nha. Nâu 235.000 nguyên xếp bê món. Xếp nó có đúng một màu nha Diệu Phạm ơi. Xếp nó em có đúng một màu nâu thôi nha, 235.000.
dung gòn nhan xuyên đẹp cực kỳ luôn. Thì tròn như ngọc đến nâu hai bên lam ok nè. Lên là 40 kg đến tầm 57 58 kg chị mặc ok vừa luôn. Chốt này siêu co giãn
hết luôn á, mà nó còn rất là rộng trong này. Mặt xong điều chỉnh cái phần trước lại đó, chia bụng cực kỳ tốt nha mấy chị ơi. Rồi An lấy chốt lên là đầm nha, giá là 205.000 cái đầm này. Thì là lấy đầm 2.5 chốt lên với em là đầm 2.5 nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, đẹp lắm lắm. Chị Liên Kim chốt đầm 205, ok chị Liên Kim. Chị Liên Kim cho đó luôn. Rồi ok chị Liên Kim nha. Ai đầm 205 rồi chốt rồi giúp em, beo đẹp luôn á. Beo đẹp, beo đẹp. Dù như em mà mặc lên sẽ đi bóp eo lại tí là beo cưng luôn. Đó, bóp eo lại xếp luôn. Đẹp, đẹp lắm lắm luôn á. Rồi ai lấy đầm chốt lên nha. 205.000. 205. Rồi que mẫu nha mấy chị ơi, lấy làm 205 nữa mình chốt lên giùm em nha. Nhưng còn đúng cái luôn à. 40 đến tầm 57 58 chứ mấy chị mặc ok vừa. Rồi ai lấy làm 2205 chốt lên 205. Baby doll 125 còn hàng đó, em Trang Trang Nguyễn ơi đang lên trên lấy hàng nha, chờ xíu. Qua mẫu này là một cái đầm 2 dây và một áo khoác vít bên ngoài. Mẫu này sẽ là một cái đầm 2 dây bên trong giùm em nha, một cái áo khoác vít bên ngoài nữa. Rồi tương tác chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Form này tầm 53-54 kg độ lại mấy chị mà ok vừa. Một đầm 2 dây nằm bên trong là một cái áo khoác bên ngoài. Một áo khoác bên ngoài nha mấy chị nha. Rồi em kể xíu này giá là 225.000 nguyên zip. 225 nguyên zip nha mấy chị ơi. Form nhỏ. Đó. Rồi một cái áo vest bên ngoài và một cái đầm bên trong. Mấy chị tách rồi ra mặt cũng ok luôn. Rồi ai lấy mình chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, xíu này là 225.000 nha, xíu 225, chưa tìm ra mẫu luôn nha Giang Nguyễn ơi. Một đầm 2 dây bên trong, một cái áo khoác bên ngoài như thế này. Giờ lấy xíu 225 mình chốt lên giúp em nha, tầm 40kg đến tầm 53-54kg mấy chị mặc ok vừa kẻ xíu này. Ai lấy chốt lên giúp em nha. Một màu xanh rêu và cái này đúng đẹp luôn á, vải đúng đẹp luôn mấy chị nha. Áo này mình mặc rồi với đồ khác cũng được, một mình khớp với lại những cái đầm đen hoặc là đồ khác cũng được nha, đầm này mặc không cũng được luôn. Giá là 225.000 nguyên bộ, rồi 40kg tầm 53-54kg mấy chị mặc ok vừa. Ai lấy tiếp 225 mình chốt lên với em nha, tiếp 225.000. Áo chữ em còn một hai cái giá 65. Ai lấy áo chữ chốt lên nha mấy chị nha, áo chữ 65.000 áo chữ. Đây đẹp lắm luôn. Chữ giá 65.000 áo chữ, là áo chữ chốt lên. Chữ 65 còn vài cái. Rồi tiếp 225 nha chị nha. Lấy tiếp 225 chốt thôi giúp em nè. Đầm baby doll này đúng không Trang Trang Nguyễn ơi, giá 125 nha em. Rồi baby doll này giá là 125.000, lấy đúng mẫu này thì chốt thôi giúp chị nha. 125. 40kg đến tầm 55-56kg mặc ok vừa, 56-57kg mặc ok vừa. Lấy như là baby doll 125. Đây nha, vải đẹp lắm luôn, đó là dạng hàng 2 lớp. Hàng 2 lớp giùm em nha mấy chị nha. Chốt lời với em là baby doll 125. Rồi. Baby doll 125 nha, lấy chốt lên baby doll 125. Rồi quen mẫu. Thank you.
xếp yếm giúp em nha. Và một áo sơ mi trắng bên trong, một cái yếm đen bên ngoài. Cái ghé ngồi cho mi nha. Xếp màu xanh á. Chốt lên 245.000 em có hoa cài phía trước.
có một cái hoa tia cài phía trước như thế này nữa, rồi một cái quần màu áo sơ mi trắng bên trong và một áo heeler bên trong nữa nha. Giá là 245.000 nguyên bộ, form 40 ký tầm 55 cái mặt ok vừa, xịn đẹp lắm luôn giúp em tiếp này, cưng lắm luôn nha mấy chị ơi. 245 chị Vân Anh mà. Rồi em quay mẫu nha. Rồi em quay một mẫu đằng đỏ này nha mấy chị ơi. Đến tầm 55-56kg đồng loại mặc ok vừa. Mẫu này giá là 205. Em còn xe phòng kém gẹo của Thái Lan không? Còn nha Dung Nhi Nguyễn ơi, còn nha chị. Rồi lên với em là đầm đỏ nha mấy chị ơi. Hai máy thôi. Đầm này giá là 205.000. Hai lớp dày nhãn tóc đeo xịn theo điện luôn em. Rồi đây nha mấy chị ơi, đó cho nhìn rõ cái form nè. Màu này là màu đỏ đô, chất đúng đẹp luôn giúp em. Hàng này em nhập hàng chuẩn hàng cho mình nha, chuẩn hàng luôn, chất rất là xịn và rất là đẹp như thế này. Phần này sẽ nhúng phần dưới nè, mà cái này chi bụng cực kỳ tốt luôn. Về em mình tới đâu mình cột đôi ra sau chặt tới đó giúp em nha. Đỏ 205 về ok. Về Dung Nhi Nguyễn một bành nè, Dung Nhi Nguyễn một bành kém nghèo. Rồi lên giúp em là đầm đỏ nha, giá là 205.000. Hàng em là chuẩn hàng luôn, chuẩn cao cấp giúp em luôn nha mấy chị ơi. Hai lớp xịn sò như thế này, hai lớp rất là xịn và rất là đẹp. Màu này màu đỏ đô nha, màu này màu đỏ đô, chất vải cực kỳ xịn và rất là đẹp giùm em nè. Đầm đỏ giá 205, chị lấy đỏ 205 mình chốt lên nha. Form này tầm 40kg đến tầm 55-56kg mấy gì mà ok vừa, 40kg đến tầm 55-56kg mà ok vừa luôn giúp em nha. Chị nào lấy đỏ lên với em là đỏ nè, đỏ nha mấy chị nha, đỏ 205.000. Chị Trang hề đỏ 205 là đẹp lắm luôn, nói thực sự luôn á, chất rất là xịn và rất là đẹp luôn nha. À lấy đỏ 205 chốt lên với em nha, đỏ 205.000 đầm đỏ này, 205 thôi, chất cực kỳ xịn và rất là đẹp luôn. Rồi nha, à lấy đỏ 205 mình chốt lên giúp em nha mấy chị nha.
nhung nè, em còn một ít áo nhung. Đó thì hùng tròn. Lòng cái ngồi chị. Những cái đầm em thích mặc những cái đầm có dây á, biết chi không? Cái eo của mình nhỏ hoặc là to gì đó là cũng không có cờ rộng chật. Mặc xong nó cứ cột, cột khít cái eo của mình lại là ok nè. Bầu mặt hồi, bầu mặt bên con thử. Rồi tương tác chia sẻ hoa dùm em nha. Chị Hùng Trần có địa chỉ đi. Rồi chị Hùng Trần ơi, mình cho em địa chỉ số hộp trên live gì Hùng Trần ơi. Chốt gì đầm đỏ với 205 cho em địa chỉ số hộp trên live nha. Mặt vừa nha chị, tại vải này nó có độ co giãn. 50B cứ gì 76 mặt vừa nha Trinh Trinh ơi. 50B cứ gì 76 mặt vừa giúp em nha. Mặt ok chắc chắn vừa. Tại vì biết sao, quả này nó có độ co giãn. Có độ co giãn nha. Eo tới đâu cột chặt cái dây tới đó giúp em là được. Em còn 1-2 cái nữa thôi. Ai lấy lỡ chốt lên. Mẫu này em nhập chủng hàng luôn. Xịn đẹp cực kỳ luôn nha. Có 205 ngàn. Ai lấy lỡ 205 chốt lên. Còn 1-2 cái à. Đỏ hội thành thanh gian rồi ok nè. Rồi áo nhung vân. Nhung vân còn sót lại đúng một ít thôi nha mấy chị ơi. Ai lấy nhung vân mình chốt lên giúp em nè. Nhung vân, nhung vân. Ủa, còn đúng đi. Láo lên vô. Cái cục đó là cục gì? Rồi nhung vân là 85 ngàn. Áo nhung vân 40kg đến 60kg vừa. 40kg đến 60kg vừa giúp em nè. Ai lấy nhung vân chốt lên nha. 40kg đến 60kg mặt ok vừa. Ai lấy màu hồng lên em là màu hồng. Màu hồng nha. 85 ngàn áo hồng. Ai lấy hồng chốt lên em là hồng 85. 40kg đến 60kg vừa. Hàng nhung gân về phía trước chữ là chữ theo. Em còn đúng vài cái là hết luôn. Ai lấy màu hồng 85 mình chốt lên nha. Hồng 85 ngàn màu hồng. Ai lấy hồng 85 chốt lên giúp em nè. Hồng 85 ngàn màu hồng. Còn có vài cái à. Không có mũ hình như là. Để đi coi hình như có. Rồi với màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, lấy nâu chốt nâu. 85 ngàn còn vài cái là hết hàng luôn. Ai lấy nâu chốt lên với em là nâu nè. 85 ngàn màu nâu, ai lấy nâu chốt lên. Đó phía trước là chữ này là chữ theo dùm em nha. Từ 40kg đến 60kg vừa áo hút đi. Hút đi nhung gân, hàng nhung gân. Đẹp lắm lắm luôn. Hồng 85, nâu 85 ngàn. Rồi mẫu này cho em là màu vàng nha. Vàng này không nón nè. Tay cột dây. Tay cột dây lại 40kg đến 60kg vừa. Lên với em là màu vàng nha. Vàng. Gặp bí hằng. Ok nè. Ai vậy ta? Ở xóm mình không biết. Rồi lên với em áo vàng nha mấy chị ơi. 85 ngàn 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy vàng chốt lên với em là vàng 85 nha. Vàng 85 ngàn màu vàng. Vàng 85 ngàn màu vàng nè. Ai lấy vàng chốt lên với em là vàng 85. Rồi với màu kẹp khô sữa. Đây nha. Đầm đây, đầm đây. Em đưa kỳ ra, cái chậm dữ. Rồi với màu kẹp khô sữa nè. Hết màu vàng rồi, còn màu kẹp khô sữa. Còn hai cục này thôi lúc mây. Cái màu kẹp khô sữa nha mấy chị nha. Lấy kẹp khô sữa chốt lên. Chị lấy kẹp khô sữa chốt lên với em là kẹp khô sữa. Beo đẹp luôn nè. Đây, chữ là chữ theo nha. Màu kẹp phô sữa giá 85 ngàn. Kiểu như màu vàng. Để coi nữa nha, chị Triều Trần ơi. Con chú Phương đó. Con chú Phương. À không, nhắc nhìn mặt là biết liền thôi. Do cái tên Facebook lẹ lẹ nên không biết thôi. Review mất chưa nha. Rồi màu đen ơi, cái màu vàng có màu đen. 85 ngàn màu đen, lấy đen chốt đen ra giúp em nha. Ai đen chốt đen nha mấy chị nha. 85 ngàn màu đen, hay lấy đen của mình lên đen là 40kg đến 60kg vừa. Ai đen của mình đen giùm em nha. Ơi cái màu vàng có màu đen. Màu kem. Ơi cái vàng có màu kem luôn nè. Màu kem luôn nha mấy chị nha. Lấy màu kem chốt lên, màu kem. Vàng kem. Đen với kem, còn đen với còn kem hai màu.
85 ngàn, ai lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Còn vài cái. Chị xin sỉ dồn đơn, ok chị. Màu kem với màu đen hai màu, ai lấy mình chốt lên nha. Ư cái vàng luôn chị ơi, không khác gì hết. Mẹ là màu kem và màu đen. Cưng ơi là cưng luôn mẫu này. Đẹp lắm luôn á, chất nhung gân. Chất nhung gân mẹ bé có 85 ngàn thôi là rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Chỗ khác là trăm mấy không á. Có mà đi bán này 85 ngàn. Rồi chốt lên nha, màu đen và màu kem hai màu 85 ngàn, đen kem hai màu, ư cái vàng luôn. Rồi chờ lấy màu thì mình chốt lên giúp em. Đen kem hai màu 85. Màu hồng 85 ngàn màu hồng, ai lấy hồng chốt lên nha. Hồng, hồng nha mấy chị ơi, 85 ngàn hồng chữ nè. Hồng này chữ này là chữ thêu 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy hồng chữ chốt lên là hồng chữ mình em nha. Hồng chữ, hồng chữ. Rồi màu này em là màu màu nâu. Màu nâu nha, màu nâu 85 ngàn màu nâu, lấy nâu chốt lên. Nâu nha mấy chị ơi, nâu nè. Nâu chữ lớp nè, nâu chữ lớp. Cái này là hồng chữ, nâu hồng chữ. Rồi em quay mẫu khác nha, cái này còn mấy mẫu đây à. Nâu thì hồng chữ, màu kim, màu đen, màu cà phê sữa. Rồi lấy màu này chốt lên giùm em nha. Rồi quay mẫu luôn, cái này hết luôn rồi, còn mấy cái này. Rồi bộ này 40kg đến 60kg vừa, giá 65 ngàn, lấy bộ 65 chốt cho giùm em nè. 65. Bộ 65 ngàn nha, 40kg đến 60kg vừa, vải rất là mát luôn mấy chị ơi. Ai lấy bộ 65 mình lo liền em là bộ nha, giá là 65 ngàn bộ này. Từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa. 40kg đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Ai lấy bộ 65 thì chốt lên. Rồi ai lấy bộ 65 chốt cho giùm em nha. Cái chữ hình này mấy chị giặt thoải mái luôn, không có sợ bong tróc gì hết. Áo nào với quần giá 65 ngàn nguyên bộ. Chờ lấy bộ 65 thôi chứ gì là bộ 65 ngàn. Bộ 65 ngàn, bộ 65. Rồi đầm len vàng 40kg đến 60kg vừa. Em đầm len này giá 75 ngàn, lấy len vàng 75 chốt lên. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết nha. Bầu bì bông viên được luôn, tại vì cái vải này rất là co giãn. Vải này rất là co giãn nha. Hết yếm rồi nha, xì xỉ ơi, có cái mẫu này em la thôi. Rồi 40kg đến 60kg vừa, ai lấy vàng chốt lên em là vàng 75 nha. Đầm len, đầm này giá sale còn 75 ngàn. Ai lấy vàng 75 mình chốt lên nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Đó, đẹp lắm luôn nè. Rồi lấy vàng 75 chốt lên giùm em nha. Vải này là vải len dịch kim, chốt rất là dày dặn, beo đẹp luôn và siêu co giãn. Từ 40kg đến 60kg mặc ok vừa. Chốt lên là vàng 75 ngàn vàng. Len cho chị Mạnh Tú Xuyên nè. 75. Bộ 65 cho chị Nguyễn Thu Thảo. Bộ 65 là Nguyễn Thu Thảo. Chốt lên em là áo đen giá là 55 ngàn, 40kg đến 55kg vừa. 40 đến 55 cái mặt ok vừa, giá là 55 ngàn. Ai đen chốt lên em là đen nha, đen tay dài là đẹp lắm chị ơi. Rồi 40 đến 55 cái mặt ok vừa cho em mẻ đen tay dài. Mẻ đen tay dài nha mấy chị nha, giá 55 ngàn thôi. Rồi em đen 55. Đen 55. Nơ trắng giá 65 là giá đang sale. Rồi 40kg đến tầm 56-57kg mặt vừa, sau có bo chung. Cho em nơ trắng giá 65 ngàn nơ trắng. Ai lấy nơ trắng 65 mình chốt lên nha. Nơ trắng giá 65 ngàn nơ trắng. Ai lấy nơ trắng comment lên với em là nơ trắng giá 65, đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp nha. Đó. Rồi nơ trắng giùm em là lên vàng em hết rồi. Chốt lên là nơ trắng giá 65 ngàn nơ trắng. Đầm này 155 ngàn, còn màu gì nữa mình. Đầm 155, phôm này 53-54kg độ lạnh, chị mặc ok vừa. 155 giúp em nha, 53-54kg độ lạnh mặc ok vừa, có màu đỏ này, màu trắng này, hai màu. Cho cô sữa có không? Rồi đỏ với trắng hai màu giúp em nha.
40kg nó tầm 53-54kg mấy chị mặc ok rồi. Cho em mẻ đầm 155 tiền màu, 155.000 tiền màu nha mấy chị nha. Đầm 155 tiền màu, trắng 155 mà với đỏ 155 luôn. Trắng 155 với đỏ 155, phôm đầm này chót đeo được luôn. Có 155.000 thôi mấy chị ơi, màu kè phôi sữa nữa. Vàng em hết rồi nha, đầm vàng 75 hết rồi mấy chị ơi. Màu kè phôi sữa nữa nè, 155.000 đầm này. Chót phôm đeo đẹp luôn mấy chị ơi. Chót phôm đeo đẹp luôn giúp em mẫu đầm này nha. Thấy là 155 con mình lên. Đẹp lắm lắm luôn. Rồi, đầm 155 nha, màu đỏ, màu kè phôi sữa, màu trắng, bê màu. Đỏ kè phôi sữa trắng bê màu 155. Okay.
hàng nguyên một bộ giúp em nha. Rồi em có màu đỏ, màu này là màu da, đỏ da nè mấy chị ơi, 75.000 nguyên bộ, màu đỏ, màu da, màu tím, màu xám, thun rất là mát luôn á, 40kg đến 60kg vừa. Màu da, màu đỏ này, màu tím, tím đẹp quá, vải mát cực kỳ nha mấy chị ơi, 75.000 ra bán thì chốt lên tím nè, 75.000 màu tím đó, 75.000 màu tím nha, da tím đỏ, da tím đỏ này, màu xám, màu xám với màu xanh bơ, chị đã lấy bộ 75 chốt bao nhiêu là bộ 75.000 thì màu xám luôn nha mấy chị nha, màu xám nè, xám ai lấy xám chốt xám, 40kg đến 60kg mấy chị mà ok vừa, chị đã lấy xám chốt bao nhiêu là màu xám nha, xám 75.000 có sỉ hai bên luôn, màu hồng vuốt, màu xanh bơ. Rồi màu này đi màu xanh bơ nha mấy chị nha, xanh bơ 75.000 màu xanh bơ, ai lấy xanh bơ chốt lên xanh bơ, 40kg đến 60kg vừa. Rồi đi màu xanh bơ nha mấy chị nha, xanh bơ, cái màu này là màu ruốc, màu ruốc. Rồi em đang là màu đỏ, màu bơ chị xi xỉ màu bơ nè, 75. Rồi màu hồng ruốc thì em nè, ai lấy màu hồng ruốc chốt lên hồng ruốc, vải đẹp lắm á mấy chị ơi, 75.000 nha, hồng ruốc, dễ thương lắm luôn. Rồi lấy như là màu hồng ruốc, ai lấy hồng ruốc thì chốt lên, 75.000 một bộ, từ 40kg đến 60kg vừa. Ruốc nha, ruốc, kim, sáng, tím, đỏ. Rồi ai lấy màu gì chốt ra giúp em nha, 75.000 nguyên bộ.
này giá là 69.000 nha mấy chị ơi, từ 40kg đến tầm 56, 57, 58 chứ mấy chị mặc vừa luôn. Dạ cổ tim nè, phải len á, beo đẹp luôn nha. 69.000, ai lấy trắng 69 là chốt lên giúp em nè. Trắng 69 nha, 40kg tầm 57, 58 chứ mấy chị mặc ok vừa. Lên với em mẹ trắng giá là 69.000 áo trắng. Trắng 69.000 áo trắng nha, lấy trắng 69 thì chốt lên. Tay dài dạng cổ là cổ tim nha mấy chị, từ 40kg đến 57, 58 cái mặt vừa vải len á. 69, à đây trắng 69 chốt lên giúp em nha. Trắng 69.000 áo trắng. Trắng 69. Trắng mấy chị xia xỉ giá 69.000. Rồi em áo trắng nhúng này nha, chốt em là trắng nhúng mấy chị ơi.
55.000 trắng nhúng, à đấy, trắng nhúng 55 chốt giùm em nè. Form này 52 chứ nó loại vừa. Form này 52, 53 chứ nó loại vừa, giá 55.000 đi mẹ trắng. Trắng 55. Trắng 55.000 trắng nha mấy chị nha. Trắng 55.000, à lấy trắng 55 mình chốt luôn. Đẹp lắm không nhỉ? Giờ lấy trắng 55 mình chốt lên giúp em là trắng nha. 40 kg nó tầm 52, 53, 54 chứ nó loại vừa. Bo chung 55.000 mẹ trắng, à lấy trắng 55 chốt thôi giúp em nè. Len đen 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẻ đen nha mấy chị ơi, giá 65.000. Cái đó tầm mấy ngày, 4-5 ngày nữa chị si sĩ ơi, 4-5 ngày nữa. Khi nào có em đăng nha. Rồi chốt lên em là len nè mấy chị ơi, giá là 65.000 áo len. Áo len 65 chốt lên, 40kg đến 60kg mặc ok vừa. 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn giúp em áo này nha. Áo len chốt lên. Ái len đen chốt lên với em là len đen nha mấy chị nha. Len đen nha, 65.000 len đen, 40kg đến 60kg mặc vừa. Ái len đen chốt lên giùm em nè, len đen. Sơ mi chữ, còn cái cuối mi không? Sơ mi chữ giá là 79.000, còn cái cuối cùng. Sơ mi chữ 79.000, còn cái cuối cùng. 40kg đến tầm 56, 57kg mấy chị men vừa. Cho em mẹ chữ với 79. Chốt chị liên kim, liên đen ok nè. 65 liên kim. Lấy em mẹ chữ, chị viên viên đen luôn. Còn cái nữa. Rồi em mẹ chữ nha. 79.000 mẹ chữ, lấy chữ chốt mẹ chữ. Chị Trúc Trần chữ 79.
giá 79.000 giúp em nha, 40kg đến tầm 55-56kg mặt vừa. Mẫu này em có đăng hình mặt lên form beo đẹp luôn. Mẫu này có đăng hình mặt lên form đẹp cực kỳ luôn nha quý chị nha. Lấy với em là màu kem 79.000 màu kem, 79.000 màu kem. Giờ lấy kem 79 chốt lên là kem nha, 79.000 màu kem. Rồi màu kem 79 nó lấy kem 79 chốt lên giúp em nha. Có dây kéo nằm phía sau luôn nha mấy chị nha. Dây kéo nằm phía sau luôn. Rồi ok, xin xỉa 79 nè. Xin xỉa 79. Yeah.
45 thôi nha mấy chị ơi, đen trắng hồng đều qua cửa. Dồn đơn ok nha Trang. Quần em mặc là 75 nha, quần da này là size L nha mấy chị ơi. Da này là size L luôn, quần da này em mặc rộng. L tầm như 74 đổ lại mấy chị em vừa. Còn áo này giá 65.000 nha mấy chị nha. 65.000 em có màu luôn. Rồi áo này mặc nó sẽ hở trước. Đây nha. Áo này mặc nó sẽ hở trước như thế này đây. Đẹp lắm lắm luôn. Hở nhiều hở là do mình điều chỉnh. Áo này form ngắn. Rồi lên với em là áo 65.000 mấy chị kìm màu nha. Đen trắng tím. Đen nè, trắng nè, đẹp lắm, 65.000, 55-56 cái loại vừa. Tím. Đen trắng tím nè chị ơi. Đây màu tím nha. Tím nè, đen trắng nè, màu tím nè. Màu hồng. Màu kẹp hơi sữa. Hồng kẹp hơi sữa, ai lấy màu gì chốt lên giúp em. Giá là 65.000 một áo. Áo này giá 65 nha, lấy chốt là áo 65.000 kìm màu, màu hồng. Rồi màu kẹp hơi sữa. Rồi về màu kẹp hơi sữa nha mấy chị nha. Ai lấy màu dùm chốt lên giúp em. Quần da mặc là size L. Da mặc là size L tầm em 74 đổ là mặc ok vừa cái quần da này. Rồi áo 65.000 kìm màu. 65.000 màu đen nè, màu kẹp hơi sữa. Đen nha, kẹp hơi sữa nè. Màu hồng, màu tím với màu trắng 5 màu. Giá 65.000 kìm màu. Ai lấy áo chốt lên áo 65.000 nha. Hồng kẹp hơi sữa. Quần mặc cho chị Nguyễn Liên ok nè. Hết size nhỏ rồi nha Thảo An ơi. Rồi áo 65 màu tím luôn. Màu trắng, màu đen. Chị đã lấy mình chốt luôn giúp em nha. 65.000 kìm màu, áo này đẹp lắm luôn á. Cho em áo 65.000 kìm màu nha. Áo 65 chốt luôn, áo 65.000 kìm màu. Kero giá 75.000, đang mang là size S, có lớp quần bên trong. Đang mang là size S nha mấy chị nha, có lớp quần bên trong luôn nè. À. Ai lấy Kero chốt lên em là Kero 75.000 trong cái Kero size S, có lớp quần bên trong nha mấy chị nha. Rồi áo 65 ai lấy chốt lên em, cái này có lớp quần bên trong luôn chị yên tâm. Không có size nhỏ hay chị, không nha, trong 65 màu đen gì Diễm Hương nè. Quần nó không có size nhỏ gì chị Nguyễn Liên ơi. Đâu coi, size gì em ơi? Size gì? Size L á, quần đó là size L nha Nguyễn Liên ơi. Đâu đi chị coi. Áo mặc còn không? Dưới còn một đi không? Còn ok nè. Áo 65 cho Diễm Hương, Thùy Dương, màu đen. Không đâu, quần da này bóp lại nó bị xấu cái form á. Bỏ ra nha chị. Quần da này đi bóp lại nó xấu cái form liền. Tại vì vải thì bóp được. Còn da này nhiều khi người ta sửa, người ta không biết ngỡ may là nó hư cái quần. 75.000 đúng đẹp luôn không? Quần này giá siêu. Chóc da chị nào mang size L mà lấy cái này mặc đúng đẹp luôn. Size L nha. Da size L. Rồi lấy da size L chốt lên với em. Giá này là có 75.000 thôi. Quần lưng siêu keo. Da size L. Rồi chân váy mặc là giá 75 nha. Size này size S. Có lớp quần bên trong 40kg đến tầm 50-50kg thôi. Tầm 48kg đổ lại vừa. 40 tầm 48kg đổ lại vừa Kero nha. Ok em Nguyễn Liên là size L luôn. Rồi áo mặc hết màu đen. Còn mấy cái màu kia chị nào lấy màu nào chốt lên màu đó giúp em nha. Còn màu gì vậy? Trắng tím hồng kẹp vôi sữa. Dê size L chị Vân Nguyễn nè. Dê size L chốt chị Vân Nguyễn phải không? Cũng sai. Quần này size
này chốt dê lộn giúp em nha, quần này size M. Quần này size M, ai mặc quần size M chốt lên chốt dê lộn 75.000. Lưng keo lắm mấy chị ơi, size L nha, size M. 75.000 size M, giờ lấy quần size M chốt lên em quần size M với 75. Quần size M với 75.000 nha mấy chị nha. Ai lấy quần size M chốt lên em là 75.000 quần size M. 75.000 size M. Rồi sơ mi đen. Sơ mi đen này dạng là form giống quần luôn á. Rồi cái này em sale luôn còn 79.000. Ai lấy đen 79 chốt lên nha. Form giống quần luôn từ 40kg đến 60kg vừa. Ai đen 79 chốt lên em là đen 79.000. Cái này giặt thoải mái. Bây giờ giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết. Rồi lên em là đen nha. 79.000 đen. Ai đen chốt đen 79. Nó dạng form giống quần không? Mấy chị mặc đóng thùng cũng được. À, mình có sơ mi kaki. Hết rồi nha, xe nít ơi. Đợt trước à. Đợt này hết rồi chị. Đây, sơ mi đen này 79. 40kg đến 60kg vừa em nha. Dạng là dạng form giống quần luôn chị ơi. Form rộng rãi thoải mái giống quần. Lấy em là sơ mi đen 79.000 sơ mi đen nha. Ai lấy sơ mi đen 79 chốt lên. Từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết. Rồi đẩm lên đầm thun form rộng nha. Thun form rộng 99.000 mấy không? Rồi quần này size M75 nha, lấy quần size M75 chốt lên giúp em. Đầm thun 99.000 có màu đen nè, 40kg đến 60kg vừa. Chị lấy đầm thun chốt lên nha, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa luôn. Giá là 99.000, hàng này vải đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Vải siêu đẹp luôn giúp em nha. 99.000 đầm đen nè. Đen hồng vàng. Kem đất. Kẹp hơi sữa đỏ đô. Rồi lấy màu về chốt màu đó lên giúp em nha. Đầm thun 99.000 đầm thun 40kg đến 60kg vừa. Quần size M đúng rồi, có một màu đó nha Diệu Phạm ơi. Đúng một màu rồi chị. Rồi lấy em là đầm thun 99.000 kèm màu nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg bầu bì bông chen thoải mái. Không có đen nha chị. Đúng một màu nâu à. Lấy là đầm thun 99.000 kèm màu vải đeo đẹp luôn. Đen nè, hồng nè. Đen hồng vàng. Đen hồng vàng nâu. Kẹp hơi sữa đỏ đô. Rồi đây nha mấy chị ơi, ai lấy đầm 99 chốt lên nha. Màu vàng 99.000 màu vàng. Màu kem đất 99.000 màu kem đất. Kem đất 99.000 giúp em luôn màu kem đất. Đẹp không? Kem đất 99 nha, lấy kem đất chốt lên nha, là kem đất 99 màu đỏ đô. Màu đỏ đô nè, ok cho Diệu Phạm. Đỏ đô luôn giùm em, đỏ đô, đỏ màu nha. Ai lấy màu gì chốt lên. Tại màu kẹp hơi sữa nữa. Quần xanh màu đây nha Diệu Phạm. Lưng keo á chị. Quần này quần lưng keo nha, màu nâu. Chốt đẹp lắm luôn á, dài dài có 75.000 thôi. Xanh màu 75.000 xanh màu. Lấy chốt lên giúp em nha. Lưng keo. Rồi 75.000 nha, xanh màu. Đây nha chị, lấy mình chốt lên. Rồi đầm ai lấy đầm 99 chốt lên em nha. Đỏ đô, vàng, hồng, đen. Kẹp hơi sữa nữa. Kem kẹp hơi sữa nữa. Ai lấy màu mình chốt lên. Nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha.